Vâng, xin kính chào toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và em Lợi tiếp tục lại báo giá tổng hợp đầu tuần những chiếc xe mà đang có tại cửa hàng em Lợi cho quý chị xem nhé. Vâng, địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nhé. Chiếc đầu tiên là chiếc Navara đời 2020 chạy 6 vạn lốp theo xe cả dàn màu trắng này, đến Hà Nội một chủ tư đông. Chiếc này đang chào bán với giá là 495 triệu, D-Max 2 cầu. Màu vàng cát 3.0 bản full 425 triệu và chi tông đời 2018 đẹp xuất sắc luôn, 10 vạn lốp theo xe quần và xe đang chào bán với là 435 triệu nhá, màu đỏ nắp thùng sắt. Toàn bộ xe thì bên Em Lợi tập trung vào các dòng xe bán tải và xe làm ăn cho quý chị nhá. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với Em Lợi nhá. Và chiếc tiếp theo là chiếc Ford Transit đời 2015 số 16 chỗ, số sàn máy dầu. Đấy, với tầm tài chính 395 triệu nhá. Và chiếc chi tông đời 2022 này chạy 4 vạn lốp theo xe cả dàn, xe tên cá nhân đến Hà Nội một chủ tư đầu, xe đang chào bán với giá là 570 triệu này, BT một cặp này, số tự động và số sàn này, đời 2021 này, số tự động 510 triệu và đời 2018 là 420 triệu, số sàn 2 cầu. Đấy. Bên trong là những chiếc xe Vios đời 2018 này, chiếc City 22 màu đen. Chiếc này thì đang chào bán với giá là 500 triệu nhá. Đấy. Và chiếc chi tông bản Athens này đời 2022 số tự động một cầu màu đen, chiếc này đang chào bán với giá là 650 triệu nha, 650 triệu. Và Navara đời 2016 số màu nâu, số sàn. Đấy. Chiếc này đang chào bán với giá là 395 triệu. Và chiếc xe xe chi tông thì đang niêm phong nhá. Anh em nào quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì kênh em Lợi khá là nhiều để phục vụ quý chị nhá.